tử vi thứ tư ngày 9 tháng 11 năm 2022 của 12 con giáp tức ngày 16 tháng 10 năm 2022 âm lịch ngày bính dần tháng tân hợi năm nhâm dần. Xung ngày, giáp thân, nhâm thân, nhâm tất, nhâm thìn xung tháng, ất tỵ kỷ tỵ Ất hợi thứ tư này con giáp nào gặp nhiều may mắn, con giáp nào gặp họa tai ương. Dự báo này giúp bạn lường trước những điều có thể xảy ra trong ngày để tìm cách đề phòng, để xem đầy đủ chi tiết đăng ký hoặc truy cập YouTube tử vi mỗi ngày.vn 1. Tuổi tí ngày 9 tháng 11 năm 2022 vận trình của người tuổi tí có phần tươi sáng hơn trong ngày này. Chính quan trợ mệnh giúp cho những dự định kế hoạch của bạn được tiến hành một cách trôi chảy sau một tuần tất bật cuối cùng thì bạn cũng đã có thể an tâm đón nhận thành quả của mình con giáp này dù là ngày nghỉ nhưng vẫn chẳng nề hàn nếu được trao thêm trọng trách tinh thần trách nhiệm với công việc đã gây ấn tượng mạnh mẽ với đồng nghiệp và cấp trên bạn luôn sẵn sàng tinh thần đón nhận những thách thức và ghi dấu thành công trong sự nghiệp của mình ngày có ngũ hành thủy mộc tương sinh chuyện tình cảm của bản mệnh trở nên tốt đẹp hơn hẳn so với thời gian trước đó bạn và người ấy dành khoảng thời gian ấm áp bên nhau. Cùng nhau chia sẻ những khó khăn trong cuộc sống, cùng vun đắp cảm xúc ngày một thắm thiết hơn. Giờ tốt, 7 giờ đến 9 giờ màu sắc cắt tường, đen, trắng, quý nhân, phù trợ, thìn, thân, sửu. 2. Tuổi Sửu ngày 9 tháng 11 năm 2022 chịu ảnh hưởng của hung thần Thương Quan, người tuổi Sửu sẽ phải đối mặt với không ít vấn đề phát sinh trong ngày này. Những nỗ lực trong thời gian qua có thể tan thành mây khói cũng chỉ vì thái độ của bạn với mọi người xung quanh. Không ai có thể phủ nhận tài năng của con giáp này. Nhưng đó cũng chính là nguyên nhân khiến cho những chú trâu trở nên kiêu ngạo, chẳng chịu lắng nghe lời khuyên bảo của bất kỳ ai bạn có thể phạm phải một sai lầm đáng tiếc chỉ vì sự hiếu thắng và chủ quan của mình chuyện tình cảm của con giáp này cũng không mấy khởi sắc trong ngày mộc thổ xung khắc như hôm nay có vẻ như giữa hai người vẫn còn tồn tại những mâu thuẫn khó hóa giải đây chính là nguyên nhân khiến bầu không khí giữa bạn và người ấy cứ căng thẳng suốt ngày này giờ tốt 9 giờ đến 11 giờ màu sắc cắt tường, trắng, vàng quý nhân phù trợ tị, dậu tí. ba Tuổi dần ngày 9 tháng 11 năm 2022 sự xuất hiện của thiên ấn đã phần nào chứng minh được bản lĩnh của người tuổi dần trong công việc. Đặc biệt là với những người làm nghề dịch vụ, nghề kỹ thuật hay nghề tự do thì hiệu suất cũng như kết quả công việc sẽ ngày một tăng cao sự nhanh nhẹn linh hoạt và khôn khéo của con giáp này giúp bạn làm chủ được mọi tình huống vậy nên dù đứng trước những vấn đề mới phát sinh bạn cũng chẳng hề nao núng hay lo lắng một chút nào bạn biết mình phải làm gì cũng như cần thể hiện bản thân ra sao trong ngày mộc khí quá vượng này bản mệnh cần đặc biệt chú ý hơn đến sức khỏe của bản thân bạn có thể mắc các bệnh về thận, não bộ, bằng quang, đau lưng, mệt mỏi hay các bệnh phụ khoa ở nữ giới. tốt nhất là hãy thời gian đã nghỉ ngơi và thư giãn hoàn toàn đi nhé. giờ tốt 19 giờ đến 21 giờ màu sắc cắt tường, xanh lá, xanh lam quý nhân phù trợ ngọ hợi tuất. 4. Tuổi Mão ngày 9 tháng 11 năm 2022 được quý nhân tam hội che chở, người tuổi Mão sẽ có một ngày tràn đầy năng lượng. Những mối quan hệ xã giao tốt đẹp giúp công việc của bạn thêm phần thuận lợi hơn. Cơ hội gặp gỡ và hợp tác mới của bạn đang mở ra trước mắt, hãy nhanh tay nắm bắt. Chưa kể có chính ấn ở bên lại càng khẳng định rõ nét hơn những thành công sẽ đến trên con đường công danh sự nghiệp của bạn sự kiên trì, nhẫn nại và cố gắng không ngừng của bạn cuối cùng được đền đáp. Xem tử vi trực tuyến tình hình sức khỏe của bản mệnh lại có phần suy giảm hơn trong ngày này. Hãy chú ý nghỉ ngơi nhiều hơn. Đừng mải mê công việc mà bỏ bê bản thân mình đó. Ngủ sớm một chút sẽ giúp cho ngày hôm sau của bạn trở nên minh mẫn và khỏe khoắn hơn rất nhiều. Giờ tốt 13 giờ đến 15 giờ màu sắc cắt tường, xanh dương. Đen quý nhân phù trợ, hợi, mùi, tuất. Nam, tuổi thìn ngày 9 tháng 11 năm 2022 người tuổi thìn sẽ chẳng còn phải lo lắng về bất cứ vấn đề nào trong công việc khi có được sự trợ giúp của tương hội trong ngày này. Quý nhân ở bên sẽ giúp bạn chạm tay đến mục tiêu một càng dễ dàng đến bất ngờ thực thần ghé thăm vận may tài lộc của con giáp này chưa khi nào lại sáng rõ đến vậy bạn hãy mau chớp lấy những cơ hội đầu tư kiếm tiền dù là nhỏ nhất đang xuất hiện trước mắt nhé đây chính là bước đà giúp bạn bứt phá mạnh mẽ hơn trong thời gian tới mộc khắc thổ nhân duyên tốt lành vẫn chưa tìm đến với người tuổi thìn trong khoảng thời gian này có vẻ như người độc thân vẫn chưa có cơ hội gặp được một nửa phù hợp với mình nhưng bạn cũng đừng vì thế mà buồn chán, khi thời điểm đến chắc chắn người ấy sẽ đến với bạn. Giờ tốt, 23 giờ đến 1 giờ màu sắc cắt tường, vàng, ánh kim quý nhân phù trợ, dậu, tí, thân. Sáu, tuổi tỵ ngày 9 tháng 11 năm 2022 cục diện tương hại sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến vận trình của người tuổi tỵ trong ngày này sẽ có không ít kẻ xấu bụng nhìn bạn như cái gai trong mắt. Để rồi chẳng tiếc lời dèm pha sau lưng bạn. Chưa kể tỷ kiên xuất hiện lại càng khiến cho con giáp này trở nên cô độc hơn khi luôn phải đối mặt với mọi thị phi vây quanh một mình. Tâm trạng của bạn cũng vì thế mà cũng trở nên u ám hơn hẳn. May mắn là trong ngày mộc hòa tương sinh này, mối quan hệ giữa bản mệnh và người ấy có những bước tiến triển hơn hẳn. Cả hai đã tìm được tiếng nói chung sau một khoảng thời gian hiểu lầm mâu thuẫn liên miên. Hai người chính là chỗ dựa vững chắc cho nhau sau bao sóng gió. Giờ tốt 15 giờ đến 17 giờ màu sắc cắt tường đỏ. Cam quý nhân phù trợ, xử, dậu thân. 7 Tuổi ngọ ngày 9 tháng 11 năm 2022 người tuổi ngọ sẽ sớm đón tin vui trong này có tam hợp trợ mệnh như hôm nay. Các mối hợp tác tốt đẹp đã đem về cho bạn cơ hội kiếm tiền kha khá đó. Hãy mau chóng tận dụng và thu tiền về đầy tay luôn thôi. Tuy nhiên, có vẻ như con giáp này cũng sẽ phải tiêu tốn kha khá tiền bạc trong ngày có kiếp tài án ngữ này dù túi tiền có rủng rỉnh đến mấy thì bạn cũng chớ vội tiêu xài phung phí những khoản chi hợp lý hay tiết kiệm để đầu tư sẽ giúp ích cho bạn hơn rất nhiều mộc sinh hòa mối quan hệ giữa bạn và các thành viên trong gia đình trở nên hài hòa hơn trước bữa cơm gia đình ấm cúng chính là cầu nối giúp đôi bên ngày càng thấu hiểu và cảm thông cho nhau nhiều hơn giờ tốt 19 giờ đến 21 giờ màu sắc cắt tường, hồng, đỏ quý nhân phù trợ tuất dần, mùi. 8. tuổi mùi ngày 9 tháng 11 năm 2022 thương quan ngáng trở, vận trình của người tuổi mùi có phần suy giảm đáng kể. Công việc làm ăn gặp nhiều cản trở bản mệnh có thể phải bỏ tiền túi ra để bù vào những phần thiệt hại phát sinh bất ngờ trong khoảng thời gian này. Lúc này, tốt nhất là bạn nên giữ bình tĩnh. Chớ nên đưa ra bất cứ quyết định liên quan đến tiền bạc mà không có sự suy tính kỹ càng. Chậm mà chắc chỉ như vậy thì tình hình tài chính của bạn mới có thể cải thiện lên được. Chuyện tình cảm của con giáp này cũng chẳng mấy khởi sắc trong ngày thổ mộc sung khác này. Những hiểu lầm giữa các cặp đôi chẳng những không được hóa giải mà lại còn ngày một căng thẳng hơn. Nếu không sớm xóa bỏ mâu thuẫn thì khoảng cách giữa hai người sẽ ngày một xa cách hơn, nguy cơ dạn nứt là điều là khó tránh. Giờ tốt, 21 giờ đến 23 giờ màu sắc cắt tường, trắng, vàng quý nhân phù trợ, ngọ. Mão, hợi. 9. Tuổi thân ngày 9 tháng 11 năm 2022 tương xung tác động, người tuổi thân có một ngày chẳng mấy vui vẻ khi các mối quan hệ xã giao có chiều hướng đi xuống. Đôi bên có thể vì bất đồng quan điểm mà xảy ra tranh cãi, khó có thể đưa ra được quyết định cuối cùng, công việc hay vấn đề gặp phải cũng chưa thể được giải quyết ngay. Thiên tài ghé thăm nên bản mệnh không cần phải quá lo lắng về chuyện tiền bạc trong khoảng thời gian này túi tiền của bạn sẽ ngày một rủng rỉnh hơn nhờ những khoản lợi bất ngờ đổ về hãy sử dụng chúng một cách hợp lý đừng quá phóng tay kim khắc mộc chuyện tình cảm của con giáp này đang dần đi vào ngõ cụt khi những mâu thuẫn ngày một lớn dần lên bầu không khí căng thẳng liên tục kéo dài khiến cả hai đều cảm thấy chán trường nguy cơ tan vỡ ngày càng lớn Giờ tốt 7 giờ đến 9 giờ màu sắc cắt tường, xám, ánh kim quý nhân phù trợ, thìn tí tỵ. 10. Tuổi dậu ngày 9 tháng 11 năm 2022 tử vi 12 con giáp hôm nay nói chính tài trợ mệnh, người tuổi dậu với nguồn thu nhập ổn định sẽ không phải quá lo lắng về chuyện chi tiêu trong ngày này. Chỉ cần bạn tiếp tục thực hiện theo đúng kế hoạch quản lý tài chính mà mình đặt ra từ trước thì sẽ chẳng lo thiếu tiền tiêu trong thời gian tới. Kim Mộc Sung khác, sức khỏe của con giáp này có phần đi xuống khá nhiều. Hãy dành ngày này để nghỉ ngơi thư giãn nhiều hơn, đừng bỏ bê bản thân mình thêm nữa. Một giấc ngủ ngon sẽ giúp cơ thể của bạn thoải mái hơn đó theo hải thượng lãn ông, ngày 16 âm lịch nhân thần ở phía trong ở thắt lưng trên, cạnh trong khớp cổ chân, m u bàn chân. Bản mệnh nên tránh mọi sự tổn thương, va chạm, mổ xẻ, châm trích tại vị trí này. Giờ tốt 9 giờ đến 11 giờ màu sắc cắt tường, trắng, ghi quý nhân phù trợ tị, sửu, thìn. 11 tuổi tuất ngày 9 tháng 11 năm 2022 nhờ bán hợp độ mệnh, công việc của người tuổi tuất trở nên thuận lợi suôn sẻ hơn trước khá nhiều. Có vẻ như sẽ có không ít tin vui tìm đến bạn. Những vất vả suốt thời gian qua của bạn cuối cùng cũng được thu về thành quả tương xứng. Túi tiền của con giáp này cũng sẽ đầy thêm lên khá nhiều trong ngày có thực thần ghé đến người kinh doanh buôn may bán đắt thu về một khoản lời lớn khiến ai nấy đều phải ghen tị. Chẳng phải ai cũng có duyên bán hàng như bạn đâu, khách hàng cứ nườm nượp kéo đến như thế mà. Tiếc rằng chuyện tình cảm của bản mệnh lại chẳng được như ý muốn trong ngày thổ mộc bất dung này. Có vẻ như vì mải mê với công việc mà bạn đã bỏ bê đối phương quá rồi. Hãy mau chóng tìm cơ hội để hâm nóng tình cảm đôi bên đi nhé giờ tốt, 5 giờ đến 7 giờ màu sắc cắt tường, nâu, vàng quý nhân phù trợ, ngọ, mão, dần. Mười hai, tuổi hợi ngày 9 tháng 11 năm 2022 cục diện lục hợp giúp các mối quan hệ của người tuổi hợi trở nên hài hòa tốt đẹp hơn trước khá nhiều đối tác có thể mang đến cho bạn những cơ hội phát triển vô cùng mới mẻ hãy cân nhắc và nắm bắt lấy ngay khi có thể tuy nhiên sự xuất hiện của thiên quan cảnh báo sẽ có không ít kẻ xấu bụng nhắm vào bạn trong khoảng thời gian này vì vậy hãy luôn hành động cẩn trọng chớ để xảy ra những sơ suất đáng tiếc thứ tư này sẽ là một ngày đầy ấm áp với con giáp tuổi hợi Ngũ hành thủy sinh mộc giúp cho bầu không khí giữa bạn và người ấy dần trở nên hòa hợp hơn. Tình cảm lứa đôi được vun vén. Đây chính là cơ hội để hai người có thể có những bước tiến triển nhanh hơn. Giờ tốt 13 giờ đến 15 giờ màu sắc cắt tường, trắng, đen quý nhân phù trợ, mùi, mão, dần.